Việc tổ chức ăn trưa của viên chức người lao động từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Ánh Dương không tổ chức lấy ý kiến để thống nhất và không công khai số tiền tổ chức ăn trưa là không đúng theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và nội dung phản ánh khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên Trường Mầm Non Ánh Dương chỉ có cơm và hai miếng chả lụa kèm ít nước mắm. Một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Kèm theo bài đăng là nội dung sau khi đăng bài viết về việc cắt xén khẩu phần ăn của trẻ cùng sự trù dập của người tố cáo, một số giáo viên tại trường Mầm Non Ánh Dương đã gửi hình ảnh suất ăn trưa của họ hết sức nghèo nàn. Đối với người lao động mà còn bất chấp vậy thì huống hồ là các cháu từ 2 đến 5 tuổi. Xin đừng nhìn phần cơm 30.000 đồng của người lao động bằng ánh mắt vô cảm như vậy. Hãy quan tâm, thấu hiểu bằng lòng chắc ẩn của quý vị. Từ thông tin trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp cùng phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức xác minh làm rõ, ông Nguyễn Tiến Trung Tránh Thanh tra huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ký kết luận số 03 về việc thanh tra lại trường mầm non Ánh Dương, nơi dính nhiều lùm sùm trong thời gian vừa qua liên quan đến vụ cơm giáo viên chỉ có hai miếng trả. Theo đó, tại thời điểm ngày 1 tháng 10, trường mầm non Ánh Dương có tổng cộng 51 người gồm 3 viên chức quản lý, 36 giáo viên, 1 nhân viên, 9 người nấu ăn, 2 bảo vệ. Trường đang có 17 lớp với 503 trẻ. Theo kết luận thanh tra, năm 2022, trường Mầm Non Ánh Dương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho viên chức, người lao động theo nghị quyết số 26 ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng kinh phí là 504 triệu 840.000 đồng. Năm 2023, trường thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho viên chức, người lao động với tổng kinh phí là 484 triệu 320.000 đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2024, trường hỗ trợ tiền ăn cho viên chức người lao động với tổng số tiền 263 triệu 380 nghìn đồng. Theo đó, trường mầm non Ánh Dương thanh toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho viên chức người lao động với mức chi 60 nghìn đồng một người thông qua bảng chấm công số ngày làm việc thực tế tại trường bằng hình thức chuyển khoản cho viên chức, nhân viên cùng kỳ trả lương hàng tháng. Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, tổ trưởng nhận từ viên chức người lao động số tiền 30.000 đồng một suất ăn và sau đó nộp lại cho bà Đoàn Thị Túy, Chủ tịch Công đoàn Trường. Bà Túy có nhiệm vụ chi trả tiền liên quan đến bữa ăn của viên chức người lao động với hình thức tự nấu ăn tại trường. Tổng số tiền trường đã nhận từ viên chức người lao động là 222.402.000 đồng. Tổng số tiền đã chi để thực hiện bữa ăn trưa cho viên chức, người lao động là 204.292.000 đồng, còn tồn 18,11 triệu đồng. Số tiền còn tồn, bà Túy đang tạm giữ và bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng, có biết nhưng chưa công khai cho viên chức, người lao động biết. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, trường mầm non Ánh Dương nhận từ viên chức, người lao động 30 triệu đồng tiền ăn trưa. Tổng số tiền chi là 24.903.000 đồng, còn tồn. 5 triệu 061 000 đồng và nhà trường cũng chưa công khai cho viên chức người lao động được biết. Việc tổ chức ăn trưa của viên chức người lao động năm học 2024-2025 tại trường, trường chưa họp lấy ý kiến, chưa phân công và giao nhiệm vụ cho bộ phận tổ chức nấu ăn trưa, chưa thỏa thuận giá trị cho mỗi suất ăn. Thực hiện nấu ăn trưa từ ngày 9 tháng 9, từ ngày 10 tháng 10, nhà trường đã thu ăn trưa của viên chức người lao động trong tháng 9 năm 2024 Cụ thể, 16 suất trên 16 ngày ăn trên một người nhân 30.000 đồng bằng 480.000 đồng, số tiền trên giáo viên, nhân viên chuyển vào tài khoản của bà Đinh Thị Hoài Diễm, giáo viên Kim Thanh tra nhân dân được nhà trường phân công thu tiền ăn từ các tổ chuyển đến. Ngày 15 tháng 9 sau khi tính số tiền, mỗi suất ăn của năm bữa trưa từ ngày mùng 9 đến ngày 13 tháng 9 là hết 102.800 đồng trên một người, bà Diễm chuyển trả lại cho các tổ trưởng để trả lại cho giáo viên số tiền 377.200 đồng trên một người. Từ ngày 16 tháng 9, thời điểm bùng phát lùm xùm, vụ cơm giáo viên chỉ có hai miếng trả, trường ngưng nấu ăn trưa cho viên chức người lao động mà đặt suất ăn công nghiệp. Kết luận thanh tra nêu trách nhiệm thuộc về ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường nhưng trách nhiệm chính thuộc về bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương. Theo kết luận thanh tra quá trình quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ, bà Phan Thị Hán Huệ còn hạn chế thiếu sót, cụ thể quy chế làm việc chưa cụ thể hóa tất cả những nội dung cơ bản theo điều lệ của trường mầm non tại thông tư số 52/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phân công nhiệm vụ đối với hiệu trưởng thiếu nội dung Thông báo phân công nhiệm vụ đối với phó hiệu trưởng, giáo viên ngày ban hành chưa hợp lý, chưa nêu lý do điều chỉnh phân công nhiệm vụ, còn tên giáo viên nghỉ hậu sản trong danh sách, hiệu trưởng thực hiện chưa đúng các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu về công khai tài chính năm trong năm 2022 và 2023, trường công khai chưa đầy đủ, chưa kịp thời và chính xác theo quy định trường có tổ chức họp nhưng không được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai đối với việc tăng thu nhập, điều chỉnh, bổ sung quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2022 không đúng quy định. Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ việc trường thiếu sót trong giao kết hợp đồng lao động, thực hiện chưa đúng theo hợp đồng lao động và quy định của pháp luật lao động. Việc phân công nhân viên nấu ăn làm thêm công việc dọn dẹp vệ sinh sân trường là không phù hợp với vị trí việc làm việc tổ chức ăn trưa của viên chức, người lao động từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, bà Huệ không tổ chức lấy ý kiến để thống nhất việc tổ chức bữa ăn trưa và không công khai số tiền tổ chức ăn trưa là không đúng theo quy định. Bà Huệ với vai trò hiệu trưởng thiếu chỉ đạo trong việc xử lý hơn 18 triệu đồng dẫn đến hiện nay số tiền còn tồn chưa xử lý kịp thời. Tránh thanh tra huyện Châu Đức kiến nghị bà Huệ tổ chức xử lý dứt điểm các hạn chế thiếu sót đã nêu, công khai và hoàn trả hơn 18 triệu đồng cho thông tư số 52/2020 đã đóng tiền ăn trưa từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, hoàn trả lại hơn 5 triệu đồng cho giáo viên và người lao động đã đóng tiền ăn trưa từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024 thu hồi số tiền nhà trường trả dư ngày công lao động cho giáo viên trong thời gian dạy hè năm học 2023-2024, hoàn trả 25 triệu đồng còn tồn trong thời gian hè năm 2024 theo đúng quy định. Tránh thanh tra huyện Châu Đức cũng kiến nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý trách nhiệm bà Huệ với vai trò là hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương và các cá nhân có liên quan đến các hạn chế thiếu sót theo kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, giao phòng giáo dục và đào tạo, phòng nội vụ, phòng lao động thương binh và xã hội, phòng tài chính, kế hoạch theo dõi việc khắc phục các hạn chế, thiếu sót tại trường mầm non Ánh Dương. Bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có đơn xin nghỉ việc do lùm xùm vụ cơm giáo viên chỉ có hai miếng trả. Trong đơn bà Huệ thừa nhận đã để xảy ra những thiếu sót quản lý điều hành gây mất đoàn kết nội bộ tại trường mầm non Ánh Dương. Ngày 19 tháng 10, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương thị trấn Ngãi Giao đã có đơn xin nghỉ việc. Trường Mầm non Ánh Dương là nơi dính nhiều lùm xùm trong thời gian qua liên quan đến vụ cơm giáo viên chỉ có hai miếng trả. Đơn của bà Huệ ký vào ngày 13 tháng 10 gửi Ủy ban dân huyện Châu Đức và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức xin nghỉ việc kể từ ngày 1 tháng 11 do sức khỏe không đảm bảo, tiếp tục điều trị bệnh cũng trong đơn này, bà Huệ thừa nhận đã xảy ra những thiếu sót, quản lý điều hành, gây mất đoàn kết nội bộ tại trường Mầm Non Ánh Dương. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, do đơn xin nghỉ việc của bà Huệ gửi trong lúc thanh tra huyện đang thanh tra toàn diện trường Mầm Non Ánh Dương nên không được giải quyết. Theo quy định, sau khi có kết quả thanh tra và bà Huệ khắc phục các thiếu sót theo kiến nghị của thanh tra mới có thể giải quyết đơn xin nghỉ việc.